ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ý mẹ sao con không hiểu cho lắm? Trời đất ơi, mẹ đang nói tiếng Việt mà. Dạ. Có gì đâu con không hiểu, hay là con cố tình con không muốn hiểu? Không phải, ý của con là sao tự nhiên hôm nay lại mẹ lại nói con quan tâm em á? Mẹ nói điều này rất là nhiều lần rồi, từ lúc mà tụi con còn nhỏ cho tới bây giờ. Nhưng ngày hôm nay là cái ngày mà mẹ chính thức, gần như là một cái gọi là một cái thỏa thuận, là con phải có trách nhiệm với em của con. Con biết rồi đó, em con nó là con gái. Yeah. Mà nó là út ở nhà nữa, mà nó lại là đúng ở cái tuổi mà đang dậy thì, con hiểu chưa? Cho nên là con phải chịu khó, con quan tâm. Bây giờ chỉ, nhà chỉ còn em với con thôi. Còn bây giờ hai anh của con, chúng lấy vợ hết rồi. Bây giờ con phải lo cho em chứ, đúng không? Thì con biết rồi, nhưng mà con nói nó có nghe con đâu. Mẹ thấy cái vụ mà bạn sư huynh của nó đó. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Con đừng có... Trời ơi, mẹ đang rối đó. Con đừng có làm cho mẹ thiệt cái bật cười nữa đi. Nhưng mà mẹ biết cái chuyện bạn sư huynh đó không? Đây nè, nãy giờ trầm ngâm ngồi là coi hình đó. Mẹ biết luôn hả? Thì đó, con đã nói rồi, con đang nghi ngờ cái bạn sư huynh của nó nè. Bây giờ mẹ nói cho con nghe gì? Cái chuyện á, người ta như thế nào ha, người ta ra làm sao, mình không bao giờ được đụng tới. Đó là chuyện cá nhân của người ta. Ở đây mẹ đương nói vấn đề, gọi là gom lại là chỉ về cái vấn đề của con Kim Anh thôi. Con phải có trách nhiệm với em, để mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì mình còn ứng phó kịp thời. Con hiểu chưa? Dạ. Nhớ nghe. Dạ. Mẹ không có kỳ thị, con hiểu không? Thực sự thật lòng của mẹ, mẹ không có kỳ thị, để tránh cái trường hợp như là anh Hưng á. Con hiểu không? Con đừng có hiểu lầm người ta như vậy. Tại vì mình chưa có biết đầu tay đuôi nheo như thế nào. Nhưng mà mẹ vẫn muốn nó lấy chồng, con hiểu không? Dạ. Thôi con hiểu rồi thì tốt. Mẹ lên phòng nha, mẹ nhức đầu quá. Mẹ không ăn trái cây hả mẹ? Thôi con ăn đi. Tại vì thực lòng là bây giờ mẹ không còn tâm trí nào để mẹ ăn nữa. Alo. Alo, Kim Anh hả? Ủa, xin lỗi ai vậy? Anh Tân đây. Ủa, anh Tân hả? Ủa, sao biết số điện thoại của em vậy? Em có lại em điện thoại của em. Có cuộc gọi nhỡ nào mà gọi cho một số lạ không? À, Kim Anh à. Dạ. Em cho anh mượn điện thoại một tí được không? Anh gọi về cho gia đình một cái. Điện thoại của anh hết pin rồi. À, nè, đem mở cho. Ừ, không có ai nghe máy hết. Thôi anh chạy em nè. Anh đi trước nha, tôi đi nha. Bye. Vậy mà dám nói với em là mượn điện thoại của em gọi về cho gia đình ha. Ghê thiệt. Cũng thường thôi à. Mà gọi em chi vậy? Anh tính mời em đi ăn tối. Em thấy sao? Bây giờ hả?
ăn cơm với gia đình rồi. Bữa khác nha. À, nói vậy thì đi dạo với anh ha. À, cũng được. Ok. À, vậy để hôm nào em rảnh á, cái em gọi cho anh ha. À, Kim Anh à, hiện giờ em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà. Em đang ở nhà thì chắc chắn là em đang rảnh. Hay là mình đi liền bây giờ luôn, tại vì anh đang đứng trước cửa nhà em nè. Trời ơi, thiệt hả? Anh nghĩ chắc là em sẽ không nhẫn tâm đến nỗi để anh đứng ở đây đợi cả đêm chứ. Trời ơi, không biết siêu quên của em có ăn trúng buồn mê thuốc lú gì của anh không mà cho luôn địa chỉ nhà của em vậy. Trời ơi, làm em khó xử quá. Vậy anh đợi em xíu nha. Chà, chu đáo quá hen. Chứ sao? Ôi mà nè, sao không gọi điện cho em trước rồi hãy tới? Lỡ tới em không có ở nhà rồi sao? Thì hên xui thôi chứ sao. Nhưng mà anh tin anh sẽ luôn gặp may mắn. Trời ơi, tự tin quá ha. Tại anh hên thôi nha. Sao? Muốn đi đâu? Ừ, anh rủ em mà, sao giờ hỏi em? Thì đúng, nhưng mà anh muốn biết được là em thích những nơi có khung cảnh như thế nào. Ví dụ vậy em nói ra rồi anh có tìm được không? Có thể có mà cũng có thể không. Gì? Nhưng mà anh nghĩ là anh tin chắc là anh sẽ tìm được đúng cái nơi mà em thích. Trời ơi, ok, nếu mà anh đã nói như vậy thì em không khách sáo nữa rồi nha. À, em muốn đến một cái nơi mà thật là yên tĩnh. Yên tĩnh quá dễ. Thật là lãng mạn. Chỉ có em và anh. Đừng có giỏi mừng. Có trời và có đất nữa. Em muốn đến cái nơi đó mà khi đó con người mình đến thì cảm giác mình sẽ quên hết mọi âu lo phiền muộn. Quên hết mọi âu lo phiền muộn hả? Để coi. Ok, nếu mà không tìm được thì cứ nói em, đừng có sĩ diện. Em sẽ dẫn anh đi. Trời, em hơi coi thường anh rồi đó. Lên xe đi. Được không đó? Trời. Đây. Mày nói hiểm vào. Chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất.